khám phá những điểm nhấn công trình tại các khu đô thị Vinhome tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với những tuyệt tác kỳ quan như tòa tháp Landmark 81, đại công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á Grand Forest. Biển hồ nước mặn giữa lòng thủ đô đã trở thành biểu tượng xứng tầm các công trình trên thế giới. Đây là những công trình kỳ công được tạo nên từ tâm huyết của nhà phát triển đô thị hàng đầu Vinhome, chạm tới trái tim của mỗi cư dân và cũng là biểu tượng cho sự phát triển đô thị Việt Nam, nơi tiêu chuẩn sống được lấy làm tiêu chuẩn những khu đô thị đáng sống với niềm hạnh phúc ngập tràn. Cùng điểm danh những tuyệt tác kỳ quan mang tính biểu tượng tại các khu đô thị Vinhome Central Park, Vinhome Grand Park, Vinhome Smart City, Vinhome Ocean Park 1, 2, 3. Landmark 81, niềm tự hào tinh thần người Việt Nam, nằm trong khu đô thị Vinhome Central Park tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Vincom Landmark 81 hiện là tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 461,3m. Landmark 81 được thiết kế từ cảm hứng hình ảnh bó tre truyền thống của Việt Nam, biểu trưng cho sự đoàn kết, ý chí chinh phục những đỉnh cao thế giới của Việt Nam. Tòa nhà Landmark 81 Vinhome Central Park kỳ vĩ nằm bên bờ sông Sài Gòn, biểu tượng cho sự năng động, phát triển của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án khởi công vào tháng 12 năm 2016, cất nóc vào tháng 2 năm 2018 và chính thức khai trương hạng mục đầu tiên là Vincom Center Landmark 81 vào ngày 26 tháng 7 năm 2018. Công viên Vinhome Grand Park quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Công viên 36 ha nằm trong khu đô thị Vinhome Grand Park 271 ha có quy mô gấp nhiều lần những công viên lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Công viên Vinhome Grand Park nổi bật với vườn cây ánh sáng được lấy cảm hứng từ khu vườn Garden by the Bay nổi tiếng tại quốc đảo Sư Tử Singapore. Kết hợp với khu Garden by the Bay của những siêu cây ánh sáng khổng lồ là các tiểu khu công viên đa chủ đề như khu vườn đèn lồng Nhật Bản, công viên Bon Mini, công viên dưỡng sinh, công viên gym ngoài trời, vườn tiệc nướng BBQ, khu hồ nước rộng lớn với bãi cát trắng trải dài bên hàng cỏ xanh mát là biểu tượng cho khu đô thị công viên hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí như hội hoa xuân, bắn pháo hoa vào các dịp lễ Tết và các sự kiện khác. Công viên Vinhome Thủ Đức chính thức khai trương và đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm 2020. Đại công viên vườn Nhật Bản Zen Park Vinhome Smart City. Công viên Nhật Bản Zen Park rộng 6,1 ha nằm trong đại đô thị Vinhome Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Zen Park là một trong số rất ít công viên Nhật Bản ở Đông Nam Á tạo dựng được những nét đặc trưng trong truyền thống văn hóa xứ sở Phu Tang một cách nguyên bản, kỳ công và cực kỳ quy mô. Mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, Zen Park được trau chuốt tỉ mỉ từ cổng trời torii màu đỏ truyền thống, công viên đèn lồng trải dài với 5.000 chiếc được thiết kế và chế tác thủ công. Tháp đèn lồng Noshiro Fuyaho cao 14m, tháp đá 9 ngọn cao gần 20m cùng hệ thống đá cảnh quan được nhập nguyên khối từ chính nước Nhật. Tất cả tạo nên một công viên văn hóa Nhật Bản thuần khiết, trong trẻo và hùng vĩ. Cùng với đó là 130 gốc tùng La Hán quý hiếm được sắp đặt tinh tế bên những con đường sỏi quanh co. Ôm lấy dòng suối uốn lượn, kết hợp với các tầng cây bonsai tạo nên những khung cảnh đậm chất Phù Tang, mang tới sự tĩnh tại, an nhiên cho cuộc sống của cư dân khu đô thị. Công viên vườn Nhật Zen Park là nơi mà rất nhiều cư dân khu đô thị Vinhome Smart City tự hào kể cho bạn bè về tác phẩm độc đáo, một công trình đi từ trái tim đến trái tim. Công viên Nhật Bản Zen Park chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ năm 2019 đã là niềm tự hào cho cư dân nơi đây. Khu biển hồ Vinhome Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội, được mệnh danh là quận Ocean, tại phía đông của thành phố Hà Nội, khu đô thị Vinhome Ocean Park quy mô 420 ha. Tại đây nổi bật nhất là khu biển hồ nước mặn nhân tạo lên tới 6,1 ha. Hồ nước ngọt chảy cát trắng 24,5 ha tại trái tim khu đô thị, mang đến niềm tự hào về một kỳ quan hiếm có cho người dân thủ đô. Ngoài ra còn có hơn 117 ha diện tích của công viên, cây xanh, mặt nước, hơn 60 sân chơi trẻ em, 150 sân tập thể thao, mang đến cho cư dân của đại đô thị Vinhome Ocean Park không gian nghỉ dưỡng 365 ngày. Khu đô thị Vinhome Ocean cũng được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam với công trình biển hồ nước mặn 6,1 ha. Và kỷ lục hồ nước ngọt chảy cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam với công trình hồ ngọc trai 24,5 ha. Khu tiện ích kỳ quan biển hồ nước mặn Vinhome Ocean Park khai trương vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2021. Railway Park Vinhome Ocean Park 2. Railway Park thuộc Vinhome Ocean Park 2 The Empire xác lập kỷ lục tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới. Railway Park Vinhome Ocean Park 2. Railway Park thuộc Vinhome Ocean Park 2 The Empire xác lập kỷ lục tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới. Vịnh biển thiên đường Paradise Bay tại Vinhome Ocean Park 3 The Crown. Paradise Bay, vịnh biển thiên đường tại Vinhome Ocean Park 3 The Crown với nhiều hoạt động để trải nghiệm phong cách sống nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm. Công trình này sẽ liên thông với hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons có diện tích hơn 2.000m2. Bên cạnh đó còn có Vương quốc trò chơi Aqua Bay do VinWonder thiết kế. Không chỉ có những hồ bơi thời thượng tại Paradise Bay mà xung quanh khung cảnh thơ mộng này, chủ đầu tư còn bố trí công viên gym ngoài trời với hàng trăm máy tập, 32 chòi nướng BBQ dọc bãi cát trắng bên hồ Tropical Lagoon, quảng trường rộng gần 6.000m2 và bộ ba nhà hàng sang trọng phục vụ cho nhu cầu tổ chức sự kiện tiệc tùng của các gia đình.
Cùng với đó, trong lòng các phân khu là 11 công viên boutique lấy cảm hứng từ những kiến trúc nổi tiếng khắp Nam Châu, 11 hồ bơi nghỉ dưỡng đa phong cách, hơn 400 máy tập gym đa chức năng và 68 sân tập thể thao đa dạng nhằm kiến tạo phong cách sống khỏe mạnh, tích cực cho cộng đồng cư dân.